Em xin giới thiệu đến tất cả mọi người, đây là một cái bắt úp, hay còn gọi cái tên khác đó là cái tiền, hoặc là gọi cái thối, đó là theo tên gọi của vùng miền. Và đây là cái bắt úp vẽ Long Ẩn, là một trong những cái dòng đồ mà được rất nhiều người yêu thích và sở hữu. Nó có một cái nét đẹp rất là hoàn hảo, rất là hoàn mỹ, vẽ rồng rất là đanh đối với nhau. Đây là một cái bắt úp com lê, vẽ rất là hoàn chỉnh. Và đây là dòng chắc đồ của nhà quan dòng ngày xưa, chắc đồ rất là mỏng, và chắc đồ này có thể thấu quang, và cái chàm của nó rất là khô, rất là sâu lắng. Vẽ nếp rồng rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Và cái cốt cao lanh của dòng gốm sứ cổ Cảnh Đức Trấn của dòng đồ Tàu thời Thanh thì nó làm rất là trắng, rất là mịn màng. Thì đây em xin quay kỹ cho các bác xem để các bác có thêm cái kiến thức và cái nhận định về những dòng đồ cổ. Và bên em luôn bảo hành chuẩn cổ trọn đời để cho các bác an tâm sở hữu những món đồ đẹp và quý như thế này. Đó, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến em. Và trôn cốt cách gọn rất là mảnh mai. Đây là một cái bắt úp com lê, nhìn rất là đẹp ạ, rất là hoàn hảo. Nếu như để sở hữu một cái đề tài về rồng vẽ Long Ẩn như thế này thì đây là một cái trang phẩm thật sự xuất sắc để cho các bác đam mê và mình lưu giữ bảo tồn, thì đây thật sự là một cái món đồ rất là hoàn hảo. Đó thì rất là com lê cả trên lẫn dưới. Và dòng đồ này, dòng đồ Long Ẩn là một trong giống dòng đồ như các clip trước em cũng đã quay, em cũng đã giới thiệu sơ qua cho các bác xem, thì nó là một trong những cái chất đồ của nhà quan dùng, rất là mỏng, vẻ đẹp rất là xuất sắc. Thì đây là một trong những dòng đồ dễ chơi, dễ sưu tầm mà nó lại dễ nhìn hơn nữa. Thì cái cốt cách của nó thì nó là một trong những chất đồ tốt và đẹp xuất sắc nhất mà em đã từng gặp. Và bác nào yêu và đam mê thì cứ liên hệ đến em qua số điện thoại 0387 513887 để mình được hữu duyên những món đồ đẹp xuất sắc như thế này.